Doraemon yêu Nobita, Nobita thì yêu Suka. Ủa khoan, có gì đó hơi sai sai. Tại sao Doraemon lại yêu Nobita? Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini quơ mới trên kênh YouTube của mình cùng với đại gia đình Hero Team. Ta-da! Yeah! Ok đây ơi. Không được nhìn lên luôn nha, không được nhìn lên luôn nha. Hả? Gì không được nhìn lên? Em tự thấy mà chị, Chiron nó đang đạp lên trên đầu của em kìa. Trời ơi, cái đầu của mình mới vừa gọi hôm qua, Chiron làm gì chị cái? Thôi không được nhìn đó chị. Oh my god. Ôi kỳ cục quá. Trời, chị ca mui dám nhìn váy của Simi. Chị ca mui thật là biến thái. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè, mình đã mời cái thành viên của Hero Team vào trong đây để chơi cùng với mình một cái trò chơi nữa bạn ơi. Bạn thấy xung quanh mình nè, đó, thấy rất là nhiều Doraemon luôn đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi một cái trò chơi. Cái trò chơi này có tên là gì bạn biết không? Cái trò chơi này nó có tên là giành bánh rán của Doraemon. Có nghĩa là sao? Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho bạn hiểu luôn nha. Ok, bắt đầu nè. Mình là Doraemon ngon nè, tôi cũng muốn ăn. Rồi, bây giờ sau khi mà mọi người xuống dưới đây nè, thì nó sẽ bắt đầu đếm thời gian nha. Đây mọi người nhìn nè, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách chơi nha, bạn nhìn nè, thấy không? Đó, nó đang đếm, thấy không? 9, 8, 7 nè, thấy không? Nó đang giảm dần nữa bạn ơi. Và sau khi mà nó đếm hết được cái số này á, thì nó sẽ xuất hiện ở trên sân của chúng ta những cái bánh rán bạn ơi. Và nhiệm vụ chúng ta là phải giành bánh rán. Đó. Cái đó đi xuống, không cho cái đó giành. Ok. Và một tí nữa bạn ơi, sau khi leo lên trên bánh rán á, thì bên dưới sẽ xuất hiện một cái hố không mấy bạn ơi. Đó, người nào té xuống dưới thì người đó sẽ bị chết, hiểu không? Đó. Và ai sẽ là người sống sót cuối cùng thì người đó sẽ là người chiến thắng, bạn hiểu không? Đó, rất là đơn giản luôn. Ok. Game này rất là hay luôn. Ok rồi, đó xuất hiện lại bình thường rồi nè. Rồi ok. Bây giờ mấy cái bánh rán nó sẽ biến mất và sau đó nó sẽ xuất hiện những cái bánh rán khác. Mua 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 gì vậy? Ok. À mọi người, ở trong đây nó có thịt gà nè, mọi người ăn vô, ăn vô đi, chạy cho nhanh, ăn vô chạy nha. Ok. 2 1 búp. Tôi xí cái bánh này nha. Xí cái bánh này. Rồi chị em tương tàn, chị em tương tàn, giành đi Sam, giành đi, đừng có giành đi. Chậm quá, Sam chậm quá. Rồi xong. Sam chết luôn. What the hell? Trời ơi, Sam ơi, tôi đã bảo là Sam giành đi mà Sam không chịu giành, thấy không? Giờ chết rồi, thấy không? Trời ơi. Tôi không giành chị em tôi đâu. Tôi là tôi yêu quý chị em tôi thôi. Ok, thôi không giành thì thôi. Rồi ok, bây giờ là tiếp nha. Bây giờ là xuất hiện sẽ còn có 3 cái bánh rán mà thôi, mà trong đây có tận 4 người. Thì ai sẽ phải giành với nhau, giành với nhau đây. Ok. Cái đó đi ra. Đi ra. Cái đó đi ra. Rồi xong Chiron tương tàn, Chiron tương tàn. Rồi xong. Chiron với Camui chết hết luôn bạn ơi. Xong luôn rồi. Ok, vậy là bây giờ chỉ còn có một mình với lại Simi thôi. Người nào sẽ là người chiến thắng đây? Không sao, chợ sao bởi là 2 cái bánh mà, yên tâm. Hai cái nhưng mà tí nữa còn một cái. Ok. Mấy bạn ơi, mình phải nhất định phải chiến thắng. Mình không thể nào để thua Simi được đó. Mình không thể nào để thua con gái được, hiểu không? Tại vì mình là con trai, mình sẽ có sức mạnh hơn, mình sẽ chạy nhanh hơn. Đó, thì mình sẽ chiến thắng, chắc chắn mình sẽ chiến thắng. Ok. Bánh rán. Đi ra. Ok, rồi. Sống được. Rồi, bởi vì là bây giờ còn 2 cái, tí nữa sẽ còn 1 cái nè, để coi ai sống nha. Ok. Rồi ok, bây giờ là đến trận cuối cùng sẽ còn có một cái bánh rán mà thôi. Và mình với Simi sẽ phải đánh nhau. Sẽ phải đánh nhau giành cái bánh rán. Ok. Ông coi chừng tôi á. Bà coi chừng tôi á. Ok. Đi ra. Bà lại gần tôi quýnh bà. Đi ra. Không được lại gần tôi. Không được. Ây da. Ui chết rồi. Yeah. Win rồi bạn ơi. Đó bạn thấy không, trò này chơi rất là vui luôn nha. Người nào giành được nhiều bánh rán nhất thì người đó sẽ chiến thắng. Và người nào sống sót cuối cùng sẽ là chiến thắng nha các bạn. Ok, tiếp nào. Rồi ok, tiếp nào bạn ơi. Trò này chơi vui ơi là vui luôn nha. Rồi ok, xuống đây hết nào mọi người, xuống đây hết. Bây giờ nha. Bảy cái bay ra ngoài luôn trời. Bây giờ để coi là người nào sẽ gọi là sống sót cuối cùng nha. Hồi nãy là Phong thắng rồi nè. Ok. Rồi nó đang đếm ngược nè. Bánh rán chuẩn bị xuất hiện nè mọi người. Rán giành giành nha. Rán cần mỡ. Bắp cần bơ. Gì vậy? Gì mà bánh rán cần mở trời. Ở đây này. Ok. Của Phong, cái này của Phong nha. Không ai được giành của Phong nha. Đằng sau lưng nè, đằng sau lưng nè. Bên đây nè. Trời, kịp không đây? Kịp. Ồ, kịp rồi. Trời ơi.
Trời ơi, may quá. Xém nữa xàm chết rồi. Tôi không thấy. Bà bị cận thị, bà còn đeo đeo kính đen làm gì? Tào lao. Ốp tỏ mà. Đâu? Okay. Rồi, ok rồi, tiếp nha. Ok, ok rồi. Ok, bây giờ. Oh my god, sợ trận, quá. Trận đầu tiên là không ai chết hết. Ok. Để coi trận tiếp theo là ai chết đây. Ok, để mình ăn thịt, thịt ăn thịt gà vô, chạy chạy cho nhanh mọi người, ăn thịt gà chạy cho nhanh. Ok. Đi ra. Cha nè, ủa cha. Ok, cho nó khỏe. Tôi xây đánh rén này, tôi xây cái này. Rồi rồi. Ủa đi nha. Sammy đi ra, Sammy đi ra. Đi ra. Cái này của tôi rồi. Rồi xong tôi chết luôn. Rồi kết thúc game. Trời ơi bạn ơi, mình chết luôn rồi. 1 hour later. Rồi ok, trận tiếp theo nè. Bây giờ để lại xem coi nè. Để xem coi ai là người sống sót rồi, nha. Rồi ok, cố lên. Nhưng mà khoan lần nha, tôi sẽ không nhường ai hết nữa. Tôi quy định nè, tôi quy định là không nhường nha. Cứ nhào vô quýnh nhau đi. Chị em tương tàn, anh em tương tàn hết. Không nhường nhau, hiểu không? Ờ ok. Rồi 6, 5 4, 3, 2, 1. Bánh đen, bánh đen. Ok, xí. Tôi xí bánh này nha, ok. Ok, rồi. Không sao. Đủ khá đơn giản. Đúng rồi, trận đầu tiên thì ai cũng sẽ có bánh rán hết. Cho nên là không sao cả, ok. Trời ơi, mong rằng là trận sau mình sẽ gọi là tiếp tục chiến thắng các bạn ơi. Mình không muốn thua đâu, ok. Mọi người có biết lý do vì sao mấy cái bánh rán nó càng lúc càng biến mất không? Vậy cho đồ chơi cho khó hơn. Sai rồi, bởi vì mấy con Doraemon ngoài đây nó ăn nè. Đó, mấy con Doraemon ngoài đây nó ăn nè. Trời ơi, trời. Quá trời Doraemon luôn. Ok. Nếu mà tính thế thì không phải Doraemon ăn đâu. Sao vậy? Không ăn trộm á. Ê, tào lao, em ăn thế nào? Xí. Chị em tương tàn đi ca mui. Chị em tương tàn đi. Chị em tương tàn đi ca mui, không thôi là chết đó. Sao lúc nào hai người cũng sao mà chị ca mui chết nó đủ rồi còn kéo lấy mình nữa. sao mà chị ca mui cứ thích kéo theo thêm cây non chết theo ta kỳ ta. Ok, chùm cho vui. Rồi ôi, trận này thì sẽ còn lại ba người, nhưng mà không sao, trận này có đến ba cái bánh rán lận. Yên tâm, nhẹ nhàng cho hai người kia đi thôi. mình cảm giác nguy hiểm bạn. Bánh rán. Ok, xí cái này nhanh. Dễ quá. Rồi trận này bắt đầu sau mới mệt nè. Nhưng quay video bánh rán lại thèm bánh rán Doraemon các bạn ơi. Ok rồi, đó thấy không, bây giờ có ba cái bánh rán thì không ai chết hết. Tí nữa còn hai cái chắc chắn sẽ có một người phải chết. Ok, hy vọng rằng mình sẽ không chết các bạn ơi. Hai chị em tôi xin đả kích ông Phong đúng không Sim? Đó trời ơi, chị em xin bơi mà. Tôi là mạnh lắm nha, tôi quýnh tôi đấm là mấy bà còn lâu mới lại gần được tôi, hiểu không? Ok, không? À đó. Ok, để xem coi. Dọa nè, đây. Dọa tôi luôn hả? Ok, chấp hai chị em mà luôn á. Ok. Ok, chấp 3, 2, 1. Đi ra, tôi xí cái bánh này rồi. Đi ra, tôi xí cái bánh này rồi. Chị em tương tàn đi. Chị em tương tàn đi. Mà không lại gần tôi được đâu. Tôi không thể đụng vào em gái tôi. Rồi. Sao trả thù cho chị đi Sim ơi, hãy trả thù mỗi lần đây. Okay. Không trả thù được đâu. Sao lúc nào tôi là người cuối cùng vậy, trời ơi. Cố lên Sim ơi, cố lên. Sim ơi, tôi với bạn lần nào cũng gặp nhau hết. Tôi nghĩ rằng lần này tôi vẫn sẽ chiến thắng thôi, tại vì bạn không thắng được tôi đâu. Ok, để xem. Ok, làm để xem. Đánh con gái nhục. Gì đánh con gái nhục, tào lao. Nhục, nhục. Cái này là trò chơi mà. Xí bánh rán. Ok, tôi xí nha. Đi ra. Ôi, chém đau rồi. Chết ra. Mà không lại gần tôi được đâu. Đi ra. Trời ơi, chết rồi. Yeah, thắng hai trận luôn bạn ơi. Yeah. Mình đã chiến thắng được hai trận. Ok. Ok các bạn ơi, thì vừa rồi Hero Team bọn mình đã cùng nhau chơi một cái trò chơi gọi là vô cùng là gọi là khốc liệt các bạn ơi. Chị em tương tàn với nhau. Rất đoàn kết rồi không? Rất đoàn kết thôi, ngược lại không? Rất đoàn kết. Đó. Chị em anh em tương tàn với nhau các bạn ơi. Vui gì đâu luôn á. Ok, thì cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này nè thì đừng quên là để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Mèo Simmy nè, Kairon TV, Kamui và Sammy cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em. Ok, và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye. Yêu anh em phải rồi. Tạm biệt.